Nó rõ không ạ? Trăm phần trăm không ạ? Cái bạn biết ngày xưa là chuyện cái bạn đã từng nghe là chuyện tấm cám chiếc hà thì nở. Nhưng hôm nay thì tiết mục của nhóm hai tụi mình thì sẽ diễn một vở kịch, và vở kịch đó mang tên là Tấm Cám. Các bạn hãy chú ý lắng nghe. Mình xin cảm ơn, em xin cảm ơn cô. Em xin nói. Cái mẹ được.
thủy tháp ba. Em còn làm ở đó không? Nè, bây giờ bữa giờ mẹ thấy con cám nhà mình á, thấy con tắm nhà mình con cám mặt lộn. Mẹ có thấy con tắm nhà mình á, nó kỳ lắm rồi mẹ. Ủa? Kỳ là tắm nó phải kỳ cho sạch chứ con. Trời ơi, không có, ngày nào cũng phát triển trí thông minh cho mẹ, cũng mệt ghê luôn á. Ý là con nói á, tụi nó kỳ lạ lắm. Nó cứ năng đâu hết đâu, nó kiểu con rửa cái đem ra cái giếng á, nó cho con về ăn cho mẹ. Nó cho con chó ăn quá không? Phải. Cho con? Không. Cho mẹ? Không. Cho cha. Không, cái đầu này thằng chó cũng vậy. Chó gì nào chứ giếng không? Mày tự tao mày, mất dạy mày. Có đâu, tự thương mẹ chết, lịch nói nó á. Bây giờ chút mẹ coi coi chút cũng chưa nằm tí. Mới giờ nó đạp rồi. Quê quá. Có đó nó mẹ, nó ra rồi mẹ ơi, chút mẹ.
so it's time to shut up. And this one goes out to all the contacts around the world. Hands up now. Chào mừng